Trời ơi, chờ quýnh, chờ quýnh, chờ quýnh, chờ quýnh, trời ơi, bị ông chờ quýnh. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel không ai thèm xem này của mình. Và mình là KSD đây. Đúng rồi đó, người đứng đằng sau cái channel không ai thèm xem này. Thì hôm nay á, mình đã quay trở về lại với lại cái ngôi làng cũ chúng ta. Đó, đó chính là ngôi làng có một cái ngôi nhà trên cây, có hai người ở thôi. Và mình là ông già làng đó các bạn. Đây là mình đây. Đó, thì hiện tại mình đang đứng ở vị trí này bạn ơi. Đó, một cái ngôi làng, một cái ngôi nhà trên cây rất là đẹp luôn. Thì như các bạn cũng đã biết rồi đó. Thì hồi xưa cái nhà này á, chủ yếu á là để mình làm mod khi mà có bất cứ chỗ gọi là mình thường hay đặt hàng bên trên mạng bạn ơi. Hay là hàng trên mạng á, thì trên mạng á để ship hàng về đây cho mình để mình có thể thử nghiệm tất cả những cái mod hay ho nhất có thể. Đó. Và ok, nếu như á các bạn là fan mới tới của cái kênh không có ai thèm xem này á, thì các bạn á hãy cho mình một nút đăng ký nha. Cũng như á, nếu như các bạn á là fan cứng của cái kênh mà không ai thèm xem này á, thì các bạn hãy giùm một like. Và các bạn nhớ nha, nếu như bạn không muốn bỏ qua bất cứ video nào của mình á, thì hãy cứ ấn vào cái chuông á thông báo bạn để biết bạn biết rằng á, khi nào có video của cái kênh mà thèm xem thì bạn cùng coi. Và điều cuối cùng á là nếu như các bạn là fan cứng nhất luôn á, bạn giúp mình nha, bỏ ra từ 5 thói thôi bạn ơi. Còn bạn có giúp mình á để mình có tiền á, mình xem được hai bạn cùng coi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha các bạn. Các bạn rất là nhiều. Đó thì ok. Bây giờ trước tiên á thì mình sẽ lấy những cái này các bạn ơi. Đó, thịt heo, thịt bê, thịt bò, thịt gà. Để mình có thể xuống dưới kia mình check thử xem á là ở trong cái gương thư của mình ngày hôm nay á là cái ông bên giao hàng bên Tiki Taka, ông giao hàng mình cái gì các bạn. Đúng rồi đó, mình thường hay đặt hàng bên đơn vị hàng Tiki Taka á, rất là hay ho. Thì mấy lần hồi xưa đặt hàng nhiều thứ là bệnh lắm, đặt quá trời luôn các bạn ơi. Thì giờ để coi thử xem á là quanh đây đặt cái gì nha. Đó, bạn coi thấy không, đó khu này rất là đẹp luôn. Đó, rất là mát các bạn. Khu này trên cây rất là đẹp, các bạn nào chưa biết á mà. Đó rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây. Đó, cho bạn hơi cao xíu mà không sao đâu. Và ở đây sẽ có một cái hòm thư. Đây, hòm thư của cây SD đấy. Và chúng ta hãy cùng nhau thử mở ra xem trong trọng có cái gì nào. Let's go. Và trong trọng có cái gì đây, mở ra nào. Wow, ui trời. Hình như là Emerald Lucky Lock Ngọc Lục Bảo các bạn ơi. Cái gì vậy bây? Lucky Lock Ngọc Lục Bảo. Trời ơi, cái đơn vị đặt hàng này rảnh ghê á nha. À, nó còn tặng cho mình một cái bộ giáp kim cương và một cái cúp kim cương này mà buồn cười ghê á. Lỡ đặt hết đống Emerald này á thì thu về một góc đi ha. Cho đỡ tốn thời gian lấy từng lock ra. Làm gì đâu một đống vậy, hơi mệt ghê thôi cả. Lỡ rồi thôi, lấy hết ra luôn nè các bạn ơi. Đó. Tốn thời gian xíu mà không sao đâu. Thà mấy người đó để chung một lóc luôn á là 64 cục luôn, nó dễ ha. Ai ngờ kiểu gì đâu tự nhiên để đọc đống như thế này, đúng tốn thời gian luôn á. Rồi ok, không sao đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mặc vẻ kim cương nào. Let's go. Đó, mặc vô và chuẩn bị triển khai tình hình chơi Lucky Lock Emerald bạn ơi. Thì cục Lucky Lock Emerald này nó rất là nguy hiểm luôn các bạn. Không phải nguy hiểm đâu nhưng mà gọi là sao ta, đại khái là cùng cuộc đời mình các bạn ơi. Mình chơi Lucky Lock á chưa bao giờ mình hên được các bạn, đúng là như vậy á, chưa bao giờ mình hên được. Thì thôi, hôm nay lâu lâu chơi lại thử nghiệm xem á là mình hên hay xui. Thử nghiệm các bạn chứ mình xui quá cũng được mà. Xem còn xui không nha, mình mà xui nữa là mình mệt lắm á, cuộc đời mình lúc nào cũng xui các bạn ơi, không bao giờ hên được hết á. Hy vọng là hên đi cho đỡ buồn mày ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ đặt luôn một lần là 20 cục Lucky Lock Emerald luôn bạn ơi, rất là nhiều Lucky Lock Emerald luôn. Đó, rất là nhiều luôn. Đây, rồi ok bao thế nào? Hãy dùng cúp kim cương và làm gì? Đặt những cục Lucky Lock Emerald ra nào. Hãy xem cho mình chuyển gì đó bạn. Ok, let's go bắt đầu nào. Đầu tiên là cái gì đây? Ui, cái lồng mới bây giờ các bạn ơi. Trời ơi, thấy chưa? Vừa vô cái hết hồn liền à. May ghê, tưởng bị gì ai ngờ. Ở đây cho mình đóng một ngọc lục bảo luôn. Và đây là thuốc chai kinh nghiệm nè. Chai kinh nghiệm bạn ơi. Bích tết cũng như là táo vàng, khối ngọc lục bảo bạn ơi, rất là nhiều luôn. Được, để mình ráng thu hoạch hết bạn. Hay ho phết nha. Ui trời ơi, chưa bao giờ thấy đào ngọc lục bảo dễ như thế này. Được á. Đào nào, rất là nhiều ngọc lục bảo bạn ơi. Ngọc lục bảo rất là nhiều luôn. Rồi, đây có một cái bàn phù phép nữa các bạn. Cũng được luôn, được phép. Ý, mình thấy này khá là hay ho nha. Để bữa nào ha, mình sẽ thử cố gắng chế tạo cái phòng này bạn ơi. Đúng rồi đó. Một cái phòng gọi là toàn ngọc lục bảo không. Cũng như là có một cái hả bàn phù phép
rất là đẹp, rất là hay ho. Được rồi, rồi giờ để mình ráng nào hết đã. Đây cái gì vậy ta? Con lục bảo kinh nghiệm của bạn ơi, rất là nhiều đồ ngon luôn á nha, đồ ngon nhiều lắm các bạn. Được phết nha, đồ ngon nhiều lắm, có ender nữa các bạn, hay ho phết nha, phải đùa đâu. Gương chuyện này, gương set ender này không cho gì hết á. Ender thì nó không cho mình kia các bạn ơi, ender thì nó hơi sida xíu. Ender nó hơi sida, tưởng ender cho mình đồ ngon như là cái gì đó vip xíu đi ha. Ai ngờ nó không cho mình gì ngon á. Ok, ráng đào hết mấy này bạn ơi, đào hết đi. Ví dụ cần rồi sao đúng không? Lụm lại nào, lụm lại nào rất là nhiều, rất là nhiều ngọc lục bảo luôn. Lụm lại nào đấy. Ui giời, nhiều thế này thì phê lòi quá rồi. Thì mới vô hay hơn ở nhà, chưa xui hơn quá, mày quá, lần này là hơn chứ chưa xui các bạn. Mình xui mới là buồn chứ hơn này thì ngon lành rồi. Rồi ok, lụm nào, lụm hết đi. Rồi ok, tiếp theo đó dùng nước chai kinh nghiệm 16 chai kinh nghiệm này làm gì? Từ để mình tìm đường ra đã. Rồi ok, đường ra rồi, và bắt đầu chơi thuốc các bạn ơi, chơi thuốc kinh nghiệm vô đó, chơi thuốc kinh nghiệm vô lên level 14 luôn, rất là cao. Không biết mình có phép được cái gì đâu ta, mình đâu có ngọc, mình đâu có cục đá lưu ly đâu mà xong ngọc lưu ly đâu sao mình phép được. Ok, không sao vậy. Được rồi, giờ tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục đập tiếp những ngọc lục bảo này nào. Ở đây có một cục lục bảo nè, lụm luôn, sợ gì hết bẩn à. Đây lụm luôn, lụm hết sợ gì hết bẩn các bạn, lụm hết. Rồi tiếp tục nào bạn ơi, tiếp tục nào. Đây là một cái khối gì đây, này cái cho gì vậy ta, này là khối gì vậy, mình không biết khối này khối gì nữa các bạn. Mình đập thử xem vô trong xem như thế nào nha các bạn. Đây là một cái chỗ gọi là hình như trong đây không có gì các bạn ơi, nó chỉ là một cái khu bình thường thôi à. Một cái nhà bình thường các bạn mà len cái kiểu á. Thôi kệ đi, bây giờ chúng ta phải đứng xa ra chứ đứng gần chỗ này quá bạn biết sao không? Nguy hiểm lắm. Mình nghĩ là xui lắm các bạn, xui lắm, không, mình không thích đâu. Đây là một cái kiếm được phù phép, cây kiếm vàng Lucky Saw, thuốc độc loại chân loài chân đốt 5, đánh mật lùi 2 nhặt 2. Ồ cái này hay nha, không bị phá vỡ 2. Được, mình bản thân mình nó thích những cái kiếm không bị phá vỡ bạn ơi, những kiếm không bị phá vỡ nó rất là tuyệt vời. Cái gì nữa đây, lại cho này nữa hả trời, lại nữa bạn ơi, lại cho này nữa, được luôn. Ui trời, hôm nay lợi nha, cho mình cái này khá là nhiều bạn ơi. Mọi kệ đi, mình sẽ lấy bớt cái này nha thôi, mình sẽ lấy mấy cái chai kinh nghiệm này ra, sau đó mình sẽ tìm đường ra ngoài các bạn. Mình sẽ không đào thêm cái cục emerald ở đâu, thì để nơi mình đào sâu chứ đào nhiều quá cũng chán đúng không các bạn, đào nhiều cũng chán. Rồi thuốc uống nào được cho nào, lên level mấy đây, lên được level số 18 luôn. Level 18 các bạn, khá là cao. Rồi tiếp tục nào, một cây cung, đây là một cây emerald hero bow, nghĩa là cây cung độc bảo của anh hùng, không bị phá vỡ 3, sức mạnh 5, đấm 1 và vô hạn 1. Nghĩa là chúng ta không cần cung mà chúng ta vẫn có thể thành được cái cung này các bạn ơi. Đó, rất là tuyệt vời. Ê, hay nha. Không cung bạn ơi, y phóng ra hai cung luôn nè. Ồ, được, hợp lý. Đây là một cái gì đây? Một cái những khối lốc màu cam cam. Ở đây có một cái hạ khối lốc kim cương và một ngọn đuốc ngọn lửa như này. Được luôn. Có gì đây? Ở lại nữa ha, này khối vàng bạn ơi, này cho khối vàng. Này là cho những cái bánh, cái kẹo, cục lucky cookie để mình ăn vô bạn ơi. Ăn vô cho nó hên, ăn vô cho nó có sự may mắn. Nó sẽ được cộng cho mình là hấp thụ nè, hồi máu 2 và tàn hình các bạn ơi. Ổn phết đó chứ, ổn. Đây là cái gì đây, một cái cục bánh kem thôi. Bánh ngọt, you could say I'm moist but it will be laying hả, cái này là cái gì vậy? Bánh này là bị gì? Bánh này hình như là nó bị hư hay sao á. Cũng không biết nữa, thôi kệ đi. Snowball cannon, you think and still do it night. Ý, cái này là một cái snowball cannon bạn ơi, nghĩa là một cái hả máy một cái đại bác bóng tuyết á. Bây giờ để mình chỉnh sang game mod 1 nha, để mình thử bạn ơi, tại vì nó kêu mình phải dùng cái đường đánh lửa bạn, để mình có thể xài được cái này. Rồi ok, mình thử bạn, thử nha. Rồi ok, game mod 0 này nè, và thử nha bạn. Đó, thử xem như thế nào. Đó coi nè, đó à, ui giời, lừa đảo hả, như này nữa. Hiểu rồi, cái này kiểu như là một cái đại bác các bạn ơi, và mỗi lần muốn xài nó thì chúng ta chỉ cần lấy cục đánh lửa như này nè, nó sẽ nổ các bạn ơi. Đó, nó sẽ nổ ra như thế này. Ok, mình hiểu rồi. Thôi rồi, nó chỉ nổ thôi bạn, chứ không làm gì hết á. Mình cứ nghĩ á là sẽ bắn hộp đại bác các bạn ơi. Mình nghĩ như vậy á. Mình nghĩ là sẽ bắn hộp đại bác rồi nó sẽ bắn ra bạn tuyết thì nó vui hơn, mà không ngờ nó bắn bình thường quá là cũng ok. Rồi ok, bây giờ tiếp tục nào. Lại chơi thêm 24 viên Lucky Lock nữa, lộn 20 liên Lucky Lock Emerald đó nào, xem như thế nào nha. Đây là một cái set thì thầm tới bạn. Listen to me KSD, you are in grave danger, you need to now run. Now Teddy Mushroom is your only hope. Giờ mình lượm cái này của mình. Làm gì ta, mình đang bị nguy hiểm các bạn. Kêu mình đang bị nguy hiểm gì đó cũng không biết nữa. Mà giờ làm gì vậy ta?
kêu mình đang bị nguy hiểm cái gì các bạn ơi, cũng không biết nữa. Ờ thôi kệ, bỏ qua bên đi, tụi bị nó kêu mình á phải cầm theo cái cục nấm đó, cái nấm đó gọi là hy vọng cuối cùng. Không có nấm đó không xài được. Đây là một cái giếng wishing well, chúng ta cần phải có một cái cung, cần có một cái con, mấy con nó mình đeo ra này, cái con đây nè, cái con đây nè, quăng cái đồng gì tiền vô và feel the burn. Ui má ơi, ôi trời ơi, trong này cái con này mới ghê chứ. Ui rồi xui rồi quỷ lửa hả em, anh ơi cung này mạnh lắm, trời ơi trong quỷ lửa bạn ơi, hết hồn, tưởng nó hơn nó mà nó xui lại bạn, quỷ lửa trong mình có mấy con quỷ lửa bạn, quỷ lửa nè một phát chết luôn em ơi, quỷ lửa hai con, quỷ lửa ba con, chết luôn. Ui trời ơi, cứ tưởng ui quỷ lửa nó nè, ở đây có một cái lồng bông nhập quỷ lửa ta, chúng ta nghĩ như vậy các bạn ơi, phải như vậy không vậy, như không hết rồi các bạn ơi. Ui trời ơi, cứ tưởng hên lắm ai ngờ đâu ra đóng quỷ lửa luôn, trời ơi đúng là wishing well có khác, giếng điều ước các bạn, giếng điều ước nó vậy á. Lại cho mình cái con nữa, ôi lại cho mình một cái con nữa nè, thử xem ra cái gì nha mọi người nào. Trick or treat, trick mình được trick này là mình được cái candy apple, ý mình được cục kẹo các bạn ơi, mình được cái kẹo táo. Tại vì trick or treat là mình sẽ chọn 1 trong 2, nghĩa là xui xẻo hay là may mắn á, thì mình được chọn kẹo, mình được kẹo táo các bạn, được luôn. Đóng len các bạn ơi, đóng len. Ui trời hết hồn. Là gì đây? Len nữa, len không à? Cái gì vậy? Không cho gì hết vậy? Không cho len không ta, không cho gì nữa các bạn ơi. Ở đây là một cục lucky lock nè. Rồi lượm thử nha. Try again, nó kêu mình thử lại các bạn ơi, nó kêu mình thử lại. Try again thì ok thôi. Try again nào. Ui má ơi. Ui trời chết tôi rồi. Chết rồi. Rồi để mình ráng đào ra các bạn ơi. Chết rồi, giờ đi chết cắt mình rồi. Ui chỗ này nguy hiểm lắm. Ui mình chết rồi đó. Chết chắc chắn 100% rồi. Ui chết rồi. Rồi xong tôi luôn, tôi chết ngắt tôi rồi, không đào ra kịp đâu. Dưới nước nó đào chậm lắm. Mình bị nghẹt thở chết rồi bạn ơi, cứu mình với bạn. Cứu mình với. Chết đuối luôn. Ui trời ơi. Thì ra đó là một cái bẫy các bạn ơi, cái bẫy đó là bẫy nguy hiểm. Trời ơi. Nó nhét mình ở trong một cái hòm nước với lại rất là nhiều hả? Rất là nhiều thác diện thạch, cũng như là có hai cái cục có bốn cái gương kính này nè, đập kính này không được các bạn ơi. Cái này không đập có được, cho nên là chúng ta cần phải cách khác. Trời ơi. Rồi. Bây giờ mình một cái bánh ngọt nữa các bạn ơi, bánh ngọt nữa. Cái gì đây ta? À thuốc kinh nghiệm, được rồi, kinh nghiệm nào. May quá, hên này nè, cho mình kinh nghiệm các bạn ơi. Kinh nghiệm hên nữa. Được 20 luôn. Táo vàng nè các bạn ơi, táo vàng luôn. Một cái Sounder đúng không ta? Đúng rồi, Star of the Underworld, không phải. Đây là cái ngôi sao của thế giới bên kia. Sao thế giới bên kia không biết làm gì ta, như làm được gì đó. Ui, thôi kệ vậy. Ê, đi ra, đừng có lúc cấp. Ê, may quá. Mình giáp kim cương, đỡ được bạn ơi, may ghê. May giáp kim cương, đỡ được, may quá. May ghê, may giáp kim cương, đỡ được. Chứ thôi, hay là chết ngắt mình rồi, hên quá. Ê, ăn người dân nè, Lucky Villager. Chúng ta chỉ cần 20 viên ngọc lục bảo được một cái Hero Sword, đập 2 khí cạnh lửa 1, đập 3 không bị vỡ 1, rất là mạnh luôn. Hero Ball mình có rồi nè. Hero Ball này cũng mạnh đó các bạn ơi. Đấm 4, sức đấm 2 lửa 1 vô hạn 1. Cái này cũng mạnh các bạn ơi, cái này cũng mạnh. Cộng 1 cho time. Cái này là Lucky Cookie, mình sẽ lấy cây cung và mình sẽ lấy thêm cái kiếm. Đây. Kiếm anh hùng bạn ơi, Hero Sword. Một thanh kiếm cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ bự bạn ơi. Kiếm rất là mạnh và bự luôn, rất là đẹp. Hè, ngon nha, ngon lành đó nha. Gì ta? Y kinh nghiệm nữa. Y, sau này mình chơi lớp cấp hơn dữ ta. Trời ơi, cuối cùng ông trời cũng độ mình bạn ơi. Cuối cùng hơi bị nghiệp quật đó rồi. Hồi xưa chơi lớp cái lóc á, mình bị nghiệp quật ghê gớm luôn, lúc nào cũng xui đó. Bây giờ nó hên ghê luôn bạn ơi, hên thiệt sự luôn. Lượm lại nào. Hên ghê, cái gì đó ta? À, cái này chắc là cái bẫy bạn ơi, nhưng mà mình hên đó, né được, may ghê. Cái này là một cái cục lucky, là một cục nether thôi. Hoặc một cục bảo thôi. Ơi con slam, con má con slam bự. Ui, vừa kêu hên giờ xui. Mày đốt chết rồi con ơi, nè. Hero Ball, cung ánh sáng. Ui cung ánh sáng này không chơi được. Cung ánh này lừa đảo rồi, không sao. Cung ánh sáng này sẽ mạnh hơn. Kiếm ánh, ơi mạnh quá vậy. Mạnh vậy bộ. Ăn miếng vô coi. Sao mạnh dữ ta? Con này mạnh ghê các bạn ơi, mình nghĩ nó yếu không nghĩ nó mạnh gì luôn á. Giờ nó mạnh ghê, nó thấy mình tàng hình nó thấy mình các bạn ơi. Giờ mình lại quýnh nó này. Sẽ quýnh mày coi, ta sẽ quýnh mày.
tao sẽ quýnh mày, tao sẽ quýnh mày. Mà đang dưới nước mà trời ơi, đang dưới nước cho nên là nó không có bị dính cái vụ án gọi là hả mất lửa, bị dính lửa. Không sao, lửa nè, chết luôn chưa? Ui ra bốn con trời ơi, ui nguy hiểm vậy, nguy hiểm vậy, nè cho một con nữa. Ui trời ơi, tiêu rồi. Không sao, mày này yếu, trời ơi, nhiều quá, ui sao nhiều vậy? Ui trời ơi, nhiều quá. Rồi không sao, quán lên cái đi ơi. Hãy diệt trừ tội ác, hãy diệt trừ cái ác em đi ơi. Hãy diệt trừ cái ác nè. Ôi má ơi nhiều quá. Thôi chạy. Mình sẽ có rất là nhiều bóng bóng nhờ này các bạn ơi. Trời ơi, chỉ biết Samon nó kiếm bóng nhờ không ra. Hôm nay kiếm bóng nhờ quá trời luôn. Sao mà nhiều thế mà ông nội này, quýnh chết bớt coi, nhiều quá tôi không làm hết được đâu. Cái ông nội này gì đâu mà nhiều thế à nhỉ? Ôi, làm kinh nghiệm nào, kinh nghiệm hơi nhiều đó. Rồi ok, bây giờ chuyển vị trí nào bạn ơi, chuyển vị trí nào. Ơi mình bị mất cái nón rồi. Xui ghê á. Bị quýnh bể nón các bạn ơi, trời ơi. Không ngờ mấy con slime nó chơi mạnh như vậy. Mấy con slime này quá mạnh các bạn ơi. Được rồi ok, chúng ta vẫn còn 2-4 viên lucky drop emerald nữa. Test thôi nào, sức mạnh vô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ok, test nào các bạn ơi. Test nốt 24 viên rồi các bạn. Thêm như thế nào nha. Hy vọng mình sẽ may mắn nhiều xíu. Làm ơn, ông trời độ con với. Thôi là còn bị nước mắt chăn cơm đó. Không phải nước mắt chăn cơm nữa, gọi là nước mắt chăn canh luôn, không phải chăn cơm nữa. Gì vậy? Nó cho mình một quả trứng người Ender, con dơi và sẽ giám hộ. Thôi, mình sẽ bỏ qua mấy trứng này bạn ơi. Tại vì sao? Mấy trứng này nguy hiểm lắm. Đụng vô chết đó. Mệt lắm các bạn. Mấy trứng nó nguy hiểm lắm các bạn. Thiệt sự luôn á. Mấy trái trứng nó đụng vô cái nước cho hạ khóc thôi. Đây gì đây? Nó cho mình một vài cái candy, kẹo bạn ơi. Đây là kẹo. Nhớ nha. Ăn kẹo ăn gì vừa nha. Ăn kẹo nhiều quá súng răng chết đó. Đừng ăn kẹo nhiều. Rồi đây gì đây? Cung tên. Cho cung tên làm gì trời, mình đâu cần cung đâu. Cái này của mình là Emerald Hero Bowl là easy game mà. À, mình chưa thử cung này bạn ơi. Đây là cung này là cung bắn lửa nữa bạn. Cung bắn lửa nè, cung mạnh chưa? Cung mạnh chưa? Bắn lửa thấy không? Cung mạnh chưa? Mạnh chưa? Ôi trời ơi. Trời nhìn này dễ ghê nha. Xem nào. Con gà One Punchman, gà siêu sức mạnh, cưỡi một con cừu. Cưng cừu một con heo và cuối cùng là một con gà, cuối cùng là một con heo và chỗ này là ông nội dân làng. Trời ơi, đây là gà siêu năng lực hả? Hả? Gà siêu năng lực nè. Ui nướng thịt chín luôn được. Chết dân làng nè. Từ dân làng cho đồ không vậy? Không có gì hết đó bạn ơi. Bên này bê đê rồi, bỏ qua vậy. Rồi ok, cái gương bạn ơi, cái gương không cho gì hết đâu, để mình nhét đồ đây vô đi ha, chứ không cần đồ gì lắm đâu. Cho cây gương thôi à. Đây là cái gì đây? Đây là một con thỏ trắng. Đây là killer thỏ. Này thỏ killer bạn ơi, này thỏ giết người. Thỏ giết người nè, một phát chết luôn đi. Thỏ giết người hả? À nó xuống dưới nước bạn ơi, nó khôn đó. Còn nó chết luôn rồi bạn ơi, nó chết luôn rồi. Thỏ chín luôn, nó chết luôn bạn ơi. Một phát chết luôn, quá mạnh cái cung hero này, quá mạnh bạn ơi. Được rồi, ok. Đây là những cái chai gì đây? Đây là những chai thuốc Lucky Potion. Ôi, Lucky Potion gì đâu mà xui vậy? Trời. Cú lừa. Lucky Potion mà nó kêu là potion may mắn mà ai ngờ đâu hay là potion xui. Ok rồi. Bây giờ để mình thử nghiệm xem nha. Từng cái chai Lucky Potion này sẽ có hên hay xui nha các bạn. Đầu tiên nha. Đây là một chai nó cho mình là cái khuyển khô héo. Cho mình rất là nhiều thứ như là cái bột xương và như là cái đầu của con skeleton. Trời ơi, vậy mà nó kêu hên đó trời. Đùa tôi chắc. Rồi tôi ăn táo vàng rồi cho đỡ kia đỡ nguy hiểm đi. Cho nó đỡ nguy hiểm. Giải độc bạn ơi, giải độc các bạn, hấp thụ cái kiểu chứ ghê quá. Tiếp theo nào. Một đan cu đang bị bốc cháy. Christmas Mr. Rainbow Giáng sinh quý ngài cầu vòng. Trời ơi, cù mà tên cù là cù cầu vòng bạn ơi. Cù tên cầu vòng. Rồi ok, vậy mình test thử xem nha. Xem bạn nó có xui hay là nó hên đây. Cái chai nước này là nguy hiểm quá. 400, cái này á là trừ 100, con này là cộng 100 nè bạn ơi. Này nó kêu sinh cực kỳ hên nè. Đó, cho đó là hơi là sách phù phép đúng không? Sách phù phép luôn, lửa một. Cái gì đây? Nước gì đó rất là mạnh luôn. Cho rất nhiều hiệu ứng các bạn ơi. Đây mẹ luôn, hiệu ứng rất là nhiều. Và cái gì đây? Một đàn thỏ bạn ơi. Cực kỳ nhiều hiệu ứng luôn, thở dưới nước, hồi phục máu, tăng khả năng nhảy, hấp thụ sức mạnh tốc độ. Nhảy ơi, nhảy cực kỳ cao luôn. Bây giờ ơi, mạnh thế nhỉ. He he. Rồi ok. Thử phù phép xem được không nha. Phải được ở đây đúng không ta? Như không được rồi. Phải ở đâu ta bóng tiêu ta? Đây nè, cúp kim cương nè. Rồi ok, mình lâu quá không làm con quét này, nó mù quá mất tiêu cách làm rồi. Để mình làm tiếp. Cho một cây xương rồng anh ơi. Cây xương rồng.
cho một cây hả rìu kim cương. Ông rìu kim cương shiny ash, rìu kim cương các bạn ơi. Đây là cho mình một khối này là khối gì á, này là cái khối đất nung hay sao á. Ui hết hồn má ơi, ui trời ơi, trời ơi, chờ quýnh ơi, bị ông chờ quýnh, ông chờ đánh, trời ơi, tụi mình vừa bị ông chờ đánh các bạn ơi. Ăn ngay vô đã, ăn được không vậy? Không ăn được các bạn ơi, lại vậy. Mình bị chờ đánh các bạn ơi, mình vừa bị chờ đánh các bạn, trời ơi, ông chờ ông đánh mình các bạn ơi, hay là ông chờ thấy mình hơn quá, ông cay cứu mình ông đánh mình mới chạy. Ông chờ ông đánh mình các bạn, trời ơi. Ờ phù thủy hả? À phù thủy nè, mụ thủy ác quỷ nè, phù thủy ác quỷ nè, headshot cái đầu nha em ơi, headshot nha, đó phù thủy ác quỷ hả? Gì đây? Cho mình một cái khối vàng, đây là một cái wishing well nữa rồi, để thử quăng vô đây xem được cái gì không nha, hy vọng có đồ may mắn đi. Cái con đâu ta? Cái con đây nè, cái con đây nè, quăng vô nào, quăng con vô, và được cái gì đây? Và được một cái chip, lại được kẹo apple đó bạn ơi, lại được candy apple nữa, nghĩa là kẹo, cũng như là mình được những viên kẹo này. Ê, anh này em biết nè, nuôi lợn thấy ma nè, một phát chết tươi luôn. Vô đây cái gì đây? Một miếng thịt bò khô bò màu đỏ đỏ, để mình quăng cái cục hạt vàng ra đi. Rất kêu potion này ra, mình được một cục khô bò đỏ đỏ bạn ơi, đây là cục khô bò đó rồi. Khô bò nó mất tiêu rồi, cục khô bò của mình rồi. Ui mất cục khô bò đỏ đỏ của mình rồi, không biết cục khô bò làm gì luôn á, mất tiêu rồi. Đây cái cung bạn ơi, cung gì đây? Iron Lucky Bow. À cung này là cung gọi là cung Lucky Bow, cung may mắn bằng sắt mà yếu hơn các bạn ơi. Cung này phải có cung tên mới xài được, không có không xài được. Cung này yếu hơn, cung này yếu hơn các bạn. Tiếp theo nào, một bộ giáp kim cương và cái ngựa kim cương luôn. Shiny chất lay nè, mạnh hơn nè, nghĩ như vậy á. Không, cũng ngang ngang nhau hay sao? Cũng ngang ngang nhau các bạn ơi. Trời ơi, tưởng mạnh lắm. Ai nè, Nid Mid, thuốc độc loài chân đốt, đánh bật lùi không bị phá vỡ. Ý cái này xài được, mình xài thử xem như thế nào nha. Ăn thử bạn ơi, ăn thử nào. Nid Mid, mình sẽ có hiệu ứng là hiệu ứng gì đâu? Trời ơi, dạ, có hiệu ứng gì các bạn ơi? Chi ra thiệt. Cái gì đây? Một đống đồ ăn luôn hả? Đồ ăn này cho đồ ăn bình thường thôi à. Sách được phù phép nè. Red Dead Mad You Dead, đây là cục bánh mì là mình phải chết được rồi bạn ơi. Này Steel of Pen, này là sức đau đớn. Trời sức nghe hay mệt quá vậy. Ok, lô cốc cuối cùng nào, đây cái gì đây? Trời ơi, chả cho cái gì hết bạn ơi. Trời ơi, và ok, thì chúng ta đó đã vừa đập xong hoàn toàn bộ 64 viên Lucky Lock Emerald bạn ơi. Thấy không, xui may mắn á, thì thấy các bạn thôi đúng không? Mình hôm nay á là cũng gọi là may mắn nhiều hơn là xui, nửa xui nửa hên các bạn ơi. Cho nên là thấy rất là khá là vui. Và ok, thì nếu như á các bạn thích thì ngày mai mình nhận một like nha các bạn ơi. Bạn nhớ cái comment đó ok mình nha. Hẹn gặp lại những video sau mình kế đi đây. Và nếu bạn thích những video lớp tiếp theo á, hãy nhớ bình luận bên dưới nha để mình đặt cho bạn cùng coi nha các bạn ơi. Và ok mình kế đi. Bye bạn nha. Bye bye. Yeah. Ui nhảy cao ghê á.